Quang Linh đang ngồi ở sân bay đeo vàng thì An Ninh tiến đến. Diễn biến sau đó khiến ai nấy bật cười. Theo đó, trong lúc đang ngồi chờ ở sân bay không có gì để làm, nên cả hai anh Quang Linh cùng Tiến Nguyễn đã ngồi kiểm đếm lại số vòng vàng trong vali. Không những thế, hai người còn nhét số vòng lắc ấy lên người để trải nghiệm làm người của giới thượng lưu. Thế nhưng trong khi cả hai đang hí hửng đeo vàng thì bất ngờ một anh an ninh sân bay bước tới với vẻ mặt đầy nghiêm nghị, nhìn chăm chăm vào vali vàng của cả hai người. Cứ ngỡ đâu sẽ gặp rắc rối với an ninh sân bay. Tuy nhiên người đàn ông đã cố tình bước tới chỉ để bắt tay anh Quang Linh. Vì tất cả những gì anh đã làm cho cộng đồng, không chỉ ở nước ngoài mà còn cho cả những con người Việt Nam. Cộng đồng mạng sau khi xem qua đoạn clip cũng được một phen hú hồn trước khoảnh khắc nhân viên bảo an xuất hiện. Bên cạnh đó, có không ít người không chỉ quan tâm đến sự cố bất ngờ của anh Quang Linh, mà còn quan tâm đến mớ vòng vàng nặng trĩu mà anh đang đeo trên người. Một số người đã để lại bình luận kiểu: em ráng đeo vào cho nó ách tí, ngày mai có đen màu anh lại mua cái khác cho, yên tâm nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.